giờ đó. 4 tầng. Có xong đơn này rồi. Cái thùng cá đó đi. Nhưng với chợ gạo. Hai cái vàng thì có ba nước cái lúc ở dưới này là. Hello, chào các bạn quay lại kênh của mình. Hôm nay gửi nhiều hàng của các bạn, quá trường trường đơn luôn. Nên mình quay mình chia sẻ tiếp những cái đơn hàng mình làm và mình gửi liên quan tới cá koi các bạn. Bây giờ đóng thùng rồi. Nhưng mà đang làm những cái đơn baki khác, những cái đơn ngoài lớn nữa các bạn. Những cái đơn này là đơn gói bưu điện nữa các bạn. Gửi bưu điện nó giao tận nhà. Đa số khách đều chuyển khoản hết rồi. Đang soạn tới cái đơn baki 4 tầng. 3 tầng có lỗ và 1 tầng không các bạn. Xi mắt. Rồi còn 2 đơn nữa. 2 đơn nữa luôn. Một lát nữa mình quay tiếp cho các bạn xem. Đơn này là gồm có sứ bi nè. Đó, một bao sứ bi đó các bạn. Với máy bơm. Máy bơm. Không, đơn này không có máy bơm. Chổi cái gì mình cũng quên luôn. Nhiều quá. Các bạn đang ghi giấy dán lên những cái đơn hàng gửi xe. Đơn này của chú ở bến xe Gò Công các bạn. Nhà xe 15. Đơn hàng này là sáng mai 4 giờ sáng mình chở ra xe. Đây, quay qua bầy cá để cho bà ăn. Bà thấy mình tới bà đòi giống như cái gì đó. Xong đơn này rồi các bạn. Đang soạn tiếp đơn cũng về miền Tây luôn. Ba đơn về miền Tây luôn các bạn. Đơn này về Bình Đại, Bến Tre. Máy tấm xi mắt 50 x 100 cm cắt sẵn. Chổi 60 cm. Đèn UV 40W. Và chút tím. Men vi sinh. Hết chưa? Cái này hết chưa? Rồi, đơn này chỉ có chừng này thôi. Cá mình hôm nay cũng rất là nhiều nhưng mà cũng không nhiều bằng hơn cách em ấy một tuần. Mấy này ship cá liên tục các bạn, ship cũng nhiều. Mình chuẩn bị ship cái thùng cá đó đi 170 con các bạn về Phú Quốc thùng này. Rồi mới xong đơn của anh Toàn ở Bình Đại, Bến Tre rồi các bạn. Bây giờ đang làm tiếp một đơn về Gò Công nữa các bạn. Mai mình gửi chung với cái đơn của Gò Công hồi nãy luôn. Đang cắt ống mưa của dàn baki 5 tầng nữa các bạn. Cái này là ống mưa nha. Đây.
đang soạn ba kỳ với đơn hàng này về Gò Công, chợ gạo Gò Công các bạn, đá Nhâm Thạch, đá Long Vũ chưa soạn xong, hút mặt, chổi, máy oxy, đèn UV 40W, 5 tầng ba kỳ, 1 tầng cắt rãnh để thác, 4 tầng khoan lỗ sẵn. Mới về 60 cái mà người ta đặt gần hết rồi các bạn, còn có khoảng chừng 10 mấy 20 cái thôi để mình chuẩn bị nhập về thêm. Với lại đây vàng ba kỳ á, mình xài đá Long Vũ rất là nhiều luôn các bạn, tại mình đang xài cái vàng cái tăng một khối trong kia của mình á, mình thấy xài rất là tốt nên mình sử dụng nó luôn. Nước ở đây cũng rất là cực kỳ tốt luôn các bạn, trong veo. Từ ngày làm tới giờ mình chưa biết vệ sinh cái tăng này là cái gì luôn. 3-4 tháng gì đó mình không có thèm đụng vào luôn các bạn, mà nước lúc nào cũng vẫn cứ trong. Ở trên trên này mình xài 2 tầng đá Long Vũ đó, xứ thanh, rồi còn ở dưới này là xứ thanh các bạn. Các bạn đóng xong thùng về Gò Công rồi. Đây là Nhâm Thạch đầy của quê gì tùm lum á. Rồi tầng ba kỳ 5 tầng với lại xi mắc. Rồi xong cái đơn này mình sẽ đóng tiếp một cái đơn về Rạch Giá Kiên Giang. Ngày mai tổng cộng có 4 đơn về miền Tây rồi các bạn. Các bạn vừa xong cái đơn về Gò Công rồi, giờ tới đơn về Rạch Giá Kiên Giang. Ngày mai mình giao một lần 4 đơn luôn, thuê luôn. Đơn này gồm đá Nhâm Thạch các bạn, đá Nhâm Thạch và đèn UV 75W. Còn sáng mai mình giao mình lại ngồi uống cà phê vậy thì nói chung cũng không có gì để quay hết. Mình kết thúc clip đây, sáng mai mình đi giao luôn nha. Rồi cảm ơn các mọi người đã ủng hộ em rất là nhiều. Những cái vật liệu lọc này mình bán cho vui thôi mà cuối cùng càng ngày càng đông các bạn. Thì đông như vậy thì chỉ biết cảm ơn mọi người thôi. Mọi người có cần tới những cái vẫn vật liệu lọc bên Hồ Cá Kho gì đó thì cứ ủng hộ mình, liên hệ cho mình qua Zalo 0979 938 298 nha. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở clip lần sau nha.